có một sợi thác rắc nhỏ ra nhé. Ok, giờ mình sẽ thử trèo lên xem có gì không các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Thì các bạn ơi, hôm nay ở nhà mới tuần nay ở nhà tránh dịch buồn quá, hôm nay mình lên đồi đi tìm tổ chim nhé các bạn nhé. Hôm nay đang là thanh minh ở nhà chán quá, mình đi lên xem có tổ chơi than nào không. Hôm nay mình sẽ đi tìm tổ chơi than ở trên cái đồi nhé các bạn. Đi trên này cũng hơi sợ toàn mộ các bạn nhìn nhá. Yeah. Toàn mộ cái cờ mộ trắng không? Rất là ghê luôn. Đây. Cái chỗ hôm nay mình sẽ đi tìm tổ chim ngay đây có một. Tìm tổ chơi than các bạn. Thì ok thì mình đi tìm tiện mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm tìm tổ chơi than của mình từ cái hồi mình mới chơi chim giờ nhé. Thì nó cũng đơn giản đấy các bạn ạ. Thì để mà đầu tiên để mà đi tìm tổ chơi than các bạn phải xác định được cái vị trí là ở đó có đôi chơi than nó hot không. Nếu mà có thì các bạn hãy đi tìm nhé. Thì không có chắc là nó cũng không làm đâu. Phải đi tìm các bạn tìm ở những cái cây nó có cái lỗ, cái hốc ở đây như này. Vừa đi đây có cái cây có lỗ luôn kìa các bạn ơi. Cây thấp không? Bây giờ mình sẽ thử trèo lên xem có gì nhá. Đây có cái hốc này. Có lần phát sợ chưa các bạn ơi. Mộ ấy, hôm nay còn đang ở thanh minh nhá. Nhưng mà không biết đây có vẻ hốc của chiếc chìa không. Đây có lỗ các bạn ạ. Không sao này xem rồi. Ui đây này, các bạn đây này. Cái hốc nó đục này. Ui. Đây các bạn ơi. Có lông chim nhá. Có lông chim đàng hoàng luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Có lông đàng hoàng luôn. Ui này. Ui tổ chim gì đây. Giờ mình sẽ thử bóc ở bên ngoài này ra xem nhé các bạn nhé. Hình như con chim gì đó ở ngoài cho nó kêu, có gì không nhá. Ui không có gì các bạn ơi. Không có gì cả. Mẹ có lông chim này. Không biết con chim gì nó đục ác ấy nhỉ. Này, con đục cái đục cả cái khúc từ trên này xuống này. Mấy trưởng thật. Nhưng mà đục xong hình như nó chưa làm sao ấy. Má dính đầy lông trong này luôn. Thôi mình đi xuống nhé, chắc chỗ này nó mới bắt đầu đang làm thôi. Chim này là hình như là cái theo mình đoán không nhầm thì nó là cái con chim xanh xanh mỏ đỏ hay sao ấy, nhưng mà không phải vẹt đâu nhá các bạn nhá. Chim này chim gì? Nó đấy nó cái loại chim nó kêu đấy hay sao ấy. Mà chim này nó không biết hót, nó chỉ biết kêu luôn. Người ta chỉ nuôi thế nên nuôi màu nó màu xanh đẹp đẹp thôi chứ còn người ta cũng chả nuôi để hót đâu. Trước họ nuôi xong họ còn thả đi. Thì ok mình sẽ nói tiếp về cái chuyện tìm tổ chơi than nhé các bạn nhé. Đấy các bạn tìm những cái kiểu như là cái những cái cây nào to nó có cái hốc như thế thì chòe than rất là hay làm luôn. Cứ những cái cành nào mà những cái cây nào nó có cái cành mục ấy và một đoạn ngắn ấy thì chòe nó rất thích làm thổ các bạn ạ. Nó đục được lỗ mà. Mà trước cái video trước mình quay cái tổ hồ chòe than làm trong cái tổ chim di cũ ấy thì nhiều bạn comment bảo là mình bóc phét đấy là tổ trào màu không phải tổ chơi thì không biết ở quê các bạn như thế nào nhưng mà quê mình thì chừa than ấy nó làm cả trong cái tổ chim di cũ hoặc là nó cướp cái tổ chim di đang làm rồi nó xây nó cắp thêm rác và nó làm tổ nhá, nó còn tự biết xây tổ ấy. Những cái cành đây, những cái cành chạc chạc như này này nó gắp mấy cái rác cành vào xong nó gắp đầy vào xong nó nót một cái lớp rễ cây lên nó làm tổ. Hình thế nhiều bạn cứ bảo mình bảo đấy là tổ trào màu
bóc phét các bạn làm gì. Đây, đây có cái lỗ đây các bạn này. Đấy, cái lỗ này. Giờ mình chào thử lên xem nhá. À, lỗ này có vẻ ngon đấy các bạn. Đây các bạn này, lỗ đẹp này mà toàn kiến này. Đây, lỗ đẹp như này. Không có chuyền hả? Đây, những cái lỗ như này là chứa than rất hay vào làm tổ các bạn nhá. Đây. Mình xuống kiến lỗ đau quá. Mẹ này. Ngắm kiến lỗ này. Kiến lỗ đây các bạn. Đấy nhá các bạn cứ tìm theo những cách mình bảo ấy. Nhưng mà các bạn phải chắc chắn là ở cái khu các bạn tìm phải có đôi chè than nó lởn vởn đấy và nó hot đấy nhá các bạn nhá. Đấy, chỗ mình thì bây giờ trên đồi cây cối rất là nhiều. Đấy, đấy thì cái tổ đấy mình nó làm một tổ chim di và mấy bạn comment bảo là mình đoán nhầm tổ đấy, không phải tổ chè mà tổ chè màu trứng xanh, thế mà các bạn còn bảo là đấy là tổ chè màu. Hoặc là nếu các bạn ở xung quanh đấy, các bạn tìm ở những cái cây cao to nó có những cái cành mục ngắn ngắn này, bên lại có hốc có lỗ thì các bạn tìm, với lại có những cái bụi tre ở gần đấy nhá các bạn nhá. Ê, tre nó còn thích làm hơn ở hốc cây ấy. Kìa con chà màu cũng còn ít vàng. Như kiểu quanh đây có tổ. Đấy các bạn cứ tìm như thế là tìm ở những cái bụi tre ấy, à, những cái bụi tre dưới kia. Những cái cành họ chặt ấy, miễn là nó hố nó lỗ tre to to. Ui. Ấy chỗ con chim gì kêu ấy. Những cái lỗ tre mà to là nó thích nạp. Ở đây trên này có cái lỗ nữa này các bạn. Nắm lỗ chưa? Lỗ này có chuyển vọng gì không ta? Ờ, lỗ này nghe vẻ ngon đấy. Quanh đây chỗ mình này, xung quanh toàn đồ này. Dạ, các bạn trên kia có quả núi to. Dạ, dạ các bạn. Những cái cây kia có cái lỗ kìa. Đấy. Đấy nó ở đây, 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 đây. Những cái cành như thế là rất hay, con lỗ mà chim rất hay làm nhá. Đây, xung quanh chỗ mình toàn cây nên rất là nhiều chim. Chim gì các bác không? À, bây giờ mình sẽ trèo lên xem cái lỗ này nhá. Đây. Nghe vẻ lỗ này hấp dẫn đấy các bạn ạ. Ok, mình trèo đấy nha. Các bạn ơi, cái lỗ đẹp như này mà nó không làm này. Có thể nó chưa làm luôn này. Đẹp không? Hình như có phải cái sợi rác không biết là có phải không đây. Lỗ này. Đẹp không? Đấy. Đây là mặt sau của nó này. Mặt trước này. Các bạn mà chưa có xịn đâu. Đấy, hình như có rác này các bạn. Chắc tổ ấy đang làm đấy. Đấy. Lỗ này là rất đẹp luôn. Đấy, rất là thích hợp cho trời than làm tổ. Cây bên kia cũng có cái lỗ kìa. Đấy. Nhìn lại cái lỗ này vẫn đỉnh thật. Yeah. Thì đúng có rác các bạn. Đấy. Ok. Giờ mình sẽ xuống và đi tìm xem ở mấy cây kia nhá. Có tổ chim gì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem, nhưng mà chủ yếu là mình đi tìm chòe than thôi. Kia kìa các bạn ơi. Kia có cái lỗ nữa kìa. Mà lỗ này chắc là không có gì, sao toàn bằng nhện. Đấy. Đấy. Lỗ này chắc không có gì, toàn bằng nhện đây này. Những cái cây họ chặt đi chặt lại nhiều là như này các bạn. Rất là dễ như có những cái hốc cho chè than làm tổ luôn. Đấy, bên kia đây. Đấy, thì các bạn, đấy các bạn đi tìm tổ chè than cứ tìm kiểu thế thôi, rất là đơn giản thôi. Nếu mà trường hợp các bạn tìm mãi không thấy tổ ấy, thì các bạn chịu khó bớt chút thời gian ra ngồi rình con bố mẹ nó, xem bố mẹ nó ngồi ở đâu thì các bạn xem nhá. Vì rình kiểu thế thì nó hơi tốn thời gian một chút, nhưng mà xác định một phát được tổ của nó luôn các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ ra một buổi là có thể dò được tổ nó ngay, chứ tìm tổ này nhiều cây nó có lỗ. Ui, đôi quạ đen to chưa quá trường ghê vai kìa. Ui các bạn ơi, nhìn nó đậu kìa, đinh mệnh đậu rung ở cành to luôn, cành cổ tay mới rung á. Đấy nhá các bạn nhá. Đấy, mình đang nói đến đâu nhỉ. Đấy thì các bạn bỏ ra một buổi là các bạn có thể xác định được cái tổ của nó luôn, cũng không mất thời gian lắm kìa. À các bạn, những cái cành như kìa. Đấy, nó có cái mặt mặt này của cái cành họ chặt rồi ấy, thì nó hay có những cái lỗ. Thì
thích hợp cho trẻ ra làm như lỗ này nhưng mà không có gì. Thì cái rừng cây này chỗ mình ấy, thì trước nó còn nhiều hơn đây, có cây chi chít. Năm nào mình bắt được chục tổ chi chít trẻ than ấy, một mùa còn nói nhiều. Nhưng bây giờ họ chặt đi rồi, trẻ than nó cũng di chuyển lên những cái đồi cao cao với lại nó xuống khu nhà dân như nữa các bạn ạ. Nó ít làm cây tốt đâu. Mẹ không lấy tổ trồng vào bông này nhỉ. Đấy các bạn. Đơn giản các bạn cứ áp dụng cái cách tìm của mình nhá. Mình tìm như thế này mà các bạn. Các bạn cứ áp dụng vào tìm khả năng cao là sẽ có tổ đấy. Nhưng mà chỗ các bạn phải có rừng cây thôi, chứ các bạn tìm qua nhà nó hay làm ở bùng chuối, bụi tre hoặc là cây cau, cây linh tinh gì đấy. Chứ trên đồ này mình chỉ đi tìm ở những cái hốc cây thôi, chứ nó chả làm đâu được rồi. Đấy, cây này to. Hai năm trước ở cây này mình bắt được một tổ cu gáy luôn, hai con. Năm nay nó còn làm tiếp đây không nhỉ? Không có gì rồi. Đây, cu gáy toàn làm những cái cảnh đồng gửi nữa. Kìa kia có cái lỗ, cây cũng nhiều lỗ bãi trưởng luôn. Mà chắc là ở khu này không có tổ rồi. Có mấy đôi chùa nhưng mà mấy hôm trước mình thấy hot nên hôm nay mình mới đi tìm thôi. Kìa, cây đằng kia có lỗ kìa. Có lên xuống xem thử không nhỉ? Đi xuống thôi. Đang định lên mấy cây trên này, ngày khác mấy cây khô đấy. Nó không làm rồi. Kìa, những cái bụi tre nhỉ các bạn. Đó. Bụi tre đấy. Ui dồi. Ủa, con cú gáy con gì á? Cú gáy các bạn ơi. À, không phải con cú. Kìa kia có cái hốc cây, nhiều hốc ấy nhỉ. Mà hốc to rồi bố chuyện không dám làm các bạn ạ. Hốc to thì chỉ có cú nó làm thôi, chứ chuyện nó không thích làm hốc to đâu. Nó chỉ làm hốc bé thôi. Hay có con cú phát tất cả loài chim kêu luôn. Kêu đánh đuổi luôn. Giờ mình sẽ ra trong cái lỗ kia nhé. Đây có mấy cái lỗ này. Bụi tre kia chắc không có tổ được các bạn. Chả có cây nào bị chặt, toàn cây dài kia thì chắc là chuyện nó không có. Đó, mấy cái lỗ này. Lỗ trên kia. Tì đồ lỗ ấy không có gì. Chắc có lỗ. Lỗ ngay đây này. Ui lỗ này cũng đẹp nhỉ. Ui quá này. Trên kia nữa kìa. Cái nó họ chặt thẳng thân ấy. Mình nhìn xuyên qua cái lỗ kìa. Mình không thấy rác tỏi ra. Thôi mình chả chè đâu. Cây này nhìn nó quang á. Quang này không biết là chùa chắc nó cũng không dám làm. Mà cũng không chắc được. Biết đâu. Ở kia nhá. Bây giờ. À không có rồi. Nó đục một phát thẳng xuống luôn nhỉ. Mẹ toàn có chim linh tinh kêu ấy các bạn. Bây giờ. Đấy mình chỉ đi tìm chùa than ở chỗ mình toàn đi tìm ở những cái cây này. Ôi những cái hốc này các bạn. Đơn giản không. Hộ đẹp luôn. Nhưng mà cây mục ấy chắc chè nó không làm đâu. Chả có gì che nó cả. Kìa. Toàn bị đục xuyên thôi. Đây này các bạn. Đây có cái lỗi nào. Nhìn hơi bé. Mấy cái lỗ liền trên có cái nữa. À, cây khô chơi trọi này chắc là chè nó không chả làm đâu. Thôi đi tìm chỗ khác vậy nhé. Bụi chè cũng. Các bạn ơi, đang đi đến đây gặp tổ cu gáy này. À, chưa? Các bạn nhìn thấy không? Đó, tổ cu gáy đấy các bạn nhìn thấy gì không? Xác nhỉ? Đấy, có lên chè xem nhỉ? Đúng như này nó che, bố nó mất không biết có gì không? Đó, các bạn nhìn rác nhỉ? Nó còn rơi rác hẳn ra cái cành này. Đó. Ghê vãi, đúng cái này nhìn. Như tổ đang xây các bạn ơi. Không biết có gì không nhìn, thưa lắm. Đấy, tổ này ngon nha. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đó. Đó. Tổ gái đang nào, giờ rác nó gắp rơi ra rát ở thân cây rồi.
Vịt kêu ác chưa, cả cái chim gì kêu mình không biết. À, cô gái bây giờ cô gái nào nhá các bạn nhá, hôm nay thanh minh tháng tư luôn cá. À, cô gái nào rồi, mình còn tưởng nó phải vào mùa gặt tầm tháng 5, tháng 6 nó mới làm cơ, nhưng mà giờ nó cắp xác rồi. Ok, có tụi cô gái nhá các bạn nhá. Đấy, mình đi tiếp và xem thêm con ngon nha các bạn. Đây lương chè mình đó, có ngay tụi cô gái. Bao giờ tổ cô gái này có thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn nhá. Đây mình vừa nhìn thấy con chim gì nó bay ra từ cái cây cao cao này, giờ mình thử ra xem nhé. Ôi đi vậy có tổ chim nữa đó. Tổ gì nữa? Tôi chào má tổ gì nữa? Tôi chào má tổ gì nhỉ? Hình như tôi chào màu. Ui, mà cây này làm cao quá. Chuẩn không, không có cái cành bám nào mà trèo lên này thì xem khó. Trèo thì mình trèo được thôi, chứ mình bắt tổ cô gái trên ngọn trèo đâu. Còn cây cao gấp rưỡi cả cái cây này cơ mà. Mà đợt đấy là hồi còn trẻ trâu, còn khỏe, còn neo được, giờ mấy năm nay mình không trèo cây rồi, cây cao rồi. Chèo chèo được thôi, nhưng mà thôi chắc là chèo màu đít vàng kệ bố lắm bạn. Mà gần khu nhà này có thể là chèo màu giống bé không nhỉ, chèo màu má đỏ ấy. Thôi chắc tội mình chả chèo đâu bạn, chả chèo đâu. Đi tìm hôm nay đi tìm cái than rồi. Đấy các bạn này, các bạn thỉnh thoảng gặp những cái hốc tre nó ở bờ rộng như này thì cũng rất có khả năng là trời than nó sẽ làm đây. Cái bụi tre này chưa cũng có tổ nhưng mà họ chặt bố rồi, có nên trèo lên xem cái tổ đây không nhỉ. Nhưng mà chả thấy con chim gì kêu quá nên mình cũng muốn trèo lên xem nó có gì không quá. Tổ giống tổ trò màu giống bé nhỉ, có bằng cái vỏ bao kìa. Và không thấy có bố mẹ ở đây, mới chắc chả chéo đâu các bạn ạ. Đây là mình còn tìm mỗi cái khu quanh đây thôi. Nếu mà lên cái đồi kia kìa, đấy các bạn, toàn cu gáy, cũng cả mi nữa cơ mà. Chéo nhiều, trên đấy thì có nhiều cây hơn, họ đấy gần đồi rừng nên họ ít chặt cây, còn ở đây là giờ họ chặt cho chéo lên. Nên là chim nó cũng cạn kiệt chỗ nằm tổ các bạn. Ok, mình còn chưa xem lại cái ống tre đấy có gì không, tí mình xem lại video vậy. Chắc bây giờ mình có trèo kìa, nó phải bay từ cái khu ở cái gần đường đất đấy, bay vào cái vườn chuối à, vườn chuối tí xa xa này. Với trong bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ khác nha các bạn nhé. Định mệnh cay phát hình các bạn ạ. Cái vừa nãy mình đi qua mình thấy con chùa than nó kêu định mệnh, con mái nó đứng ở cách nó có 30 mét mà nó kêu yêu 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 á. Bác nhìn thấy là mình bảo là mình quay vào cây này có cái lỗ, mình trèo lên thử xem. Thế là định mệnh trèo lên có 4 con mới lở luôn, mới đen đen là một tí, chắc là được 2 ngày. Định mệnh mình đến lúc mình xuống rồi mình trèo lên xem, mình xuống rồi mình biết là mình chưa ấn điện thoại quay các bạn. Cay vãi. Không cho bạn xem được cái tổ đấy thì tầm 6 ngày nữa mình sẽ đi xem và bắt cái tổ trời than non đấy nhá. Định mệnh
quên bố nó mất là chưa quay, chưa ấn nút quay các bạn. Không cho các bạn xem cái tổ non đầu mùa đấy đẹp luôn. Tầm là được 2 hôm thôi nhưng mà nhìn sướng vai các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào khu kia tìm xem nhé. Ở khu dưới này có con trà hót. Đấy, có gì hót. Trên kia có một đôi trà hót, tí mình sẽ lên. Giờ mình đi vào tìm khu này. Nhìn lại cái vai các bạn ạ. Tổ buồn cười thật, mình đang nhắm mình định không đi cái đường đấy rồi cơ, nhưng mà thế méo nào mình lại đi lên, thế là các con trà nó đang vẩy vẩy mỏ, thế mình thấy cái lỗ ở cây cái cách đấy, thế là mình trèo lên xem, định vậy có 4 con luôn, con chim nhan xì có 4 con mới lở luôn các bạn, nó mới đen đen một tí thôi, đỉnh vai. Hôm nay đi tìm chim vui vậy, được tổ trà mình có 4 tổ rồi, tổ này nó là 5 tổ 5 tổ trà nhá các bạn nhá. Có con à, cây này có lỗ này. Đấy thì mình sẽ thử vào xem cây này xem có lỗ đàng hoàng nữa. Ui các bạn ơi, lỗ hình như có xác thò ra kìa. Ừ đúng rồi. Ủa vui các bạn ơi, tổ trà nữa kìa. Chưa các bạn nhìn thấy cái lỗ đây chưa? Đấy, đấy có một sợi thác rác thỏ ra nhá. Ok, giờ mình sẽ thử trèo lên xem có gì không các bạn nhá. Các ơi, đấy con trà kìa. Con trà đậu dây nhận kìa. Nó phải bay ra từ cái lỗ đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây là đấy đấy. Đấy, bay rồi. Nó bay ra từ cái lỗ trên này. Đúng vậy, mình còn chưa kịp trèo lên mới chẳng có cây phát nó bay ra luôn 100%. Đây là tổ nhá. Bây giờ mình trèo lên nhá các bạn nhá.